Anh em đang cần một cái đèn năng lượng mặt trời lắp ở sân vườn hoặc cái khu hồ cá nha, hoặc bể cá mà không muốn kéo điện lằng nhằng nhiều, tối đến nó tự sáng, ngày tự nó tắt đấy, giờ nó sạc điện lại cho anh em mà không phải kéo dây dợ, thi công cực kỳ nhanh đấy. Thì hôm nay có về một mẫu mới nha để phục vụ anh em đây. Đấy, như anh em chắc biết rồi, mẫu này rất là phổ thông rồi. Đây là hình ảnh mình đang lắp thực tế thử một bộ ở trong khu vực nhá, để bố cho anh em xem. Đây, bộ này thì là lên thớt rồi thì nó sẽ như thế này. Cái sản phẩm này mà dành cho những anh em nào ở khu vực mà không có điện ấy, hoặc là các vùng bản vùng núi nhá, mà muốn điện điện đóm sáng, hoặc là các cái hồ cá ấy, khu sinh thái mà không muốn kéo dây ấy, những khu vực mà sét xiếc nó đánh nhiều ấy, thì có thể dùng cái bộ này, phải nói cực kỳ sáng luôn anh em ạ. Mà lại có một điểm rất là mạnh chính là nó không phải lối dây điện, nó tích hợp hết bên trong anh em ạ. Đây cho anh em xem nhá, thiết bị này nó có cái gì. Thiết bị này sẽ bao gồm là hai thành phần chính nhá. Một là cái tấm pin này. Đây là tấm pin mặt trời này. Tiếp theo nữa là sẽ là một cái đèn. Cái đèn nhá, đèn này người ta gọi là mẫu đèn bàn 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 chải anh em ạ, do anh em dễ hình dung. Đấy, sau đi kèm là phụ kiện để lắp ráp như thế này. Đây là những phụ kiện đi kèm. Cái đèn này thì ở bên trong sẽ được trang bị cho các bạn là một cái hệ thống mạch điều khiển nạp, mạch điều khiển đèn led, và một cái mạch nữa là một cái quả pin bên trong. Đấy, là những cái linh kiện chính bên trong. Nói thì nó hơi dài nhưng mà thật ra nó chỉ có thế thôi. Đấy. Sau đó đi kèm của nó sẽ là một cái điều khiển nhá, để bật tắt. Đây, nó có những cái gì cho anh em xem luôn này. Đấy, đọc thông số cho anh em xem nhá. Buổi sau thì sẽ quay về là lắp ráp, hôm nay thì cho anh em xem thông số. Điều khiển bộ này thì tích hợp chính tính năng chính là ban ngày thì nó sẽ sạc từ cái tấm pin này này. Nó lấy điện nó nạp vào cái pin bên trong của cái đèn, thì buổi tối nó hết nắng là tự động nó đèn nó sáng, ban ngày thì nó lại nạp điện lại từ cái tấm pin lại, thì là nó tắt đèn luôn đấy, tính năng chính như thế. Bộ này thì là lắp ngoài trời, thành ra được trang bị một cái tính năng rất quan trọng chính là cái chống nước chuẩn IP. IP thì nói nó vô cùng lắm anh em ạ, ghi là IP 67 thôi, nhưng mà khuyên anh em là lắp vị trí nào mưa to gió lớn thoải mái luôn nhá. Chỉ cần là không được ngửa cái mặt này lên, mà cái mặt này phải úp xuống, và cái mặt phía sau này, cái mặt này này, cái mặt phía sau này đây, úp như thế này đấy. Cái này thì tí sẽ hướng dẫn cách lắp, đảm bảo lắp xong thì chỉ có bền thôi anh em ạ, nước không vào được, cực kỳ bền luôn. Chống nước ghi là chuẩn IP67 nhưng mà nó rất là cao luôn đấy. Sau chống nước thì đến phần tiếp theo là sẽ đến phần cho anh em nhìn về cái sơ bộ nhé, nó có cái gì nhá. Ở đây nó sẽ trang bị là cái mặt led nhá. Đời trước ấy thì là nó sẽ lắp cho anh em một cái led to, nhưng bây giờ hãng là nó chuyển sang dùng led nhỏ. Led này gọi là led của Samsung, mã 57330 đấy, khi mua anh em cứ chú ý cái này cho mình nhá, 5730. Ở bộ này được trang bị là 672 chip led. Khi mua phải chú ý cái chip này, bởi vì một số là sẽ làm chip led bớt đi. Chip led bớt đi thì lại bớt được cả pin đi. Cái đó thì buổi sau sẽ phân tích về phần sâu hơn về đèn. Hôm nay thì nói sơ qua trước về cái mẫu này. Là về việc chọn đèn. Đấy, trang bị chip là 672 chip. Ở trong thì được trang bị cho các bạn là 1 2 3 4 5 quả pin. 56 nhỉ? Không, ý mình tháo ra quên không nhớ, buổi sau sẽ tháo xem. Pin của nó khoảng 35.000 mAh, thì cho anh em chiếu sáng được là khoảng 2 ngày liên tục mà không có nắng. Tức là không nắng 2 ngày vẫn chiếu sáng bình thường khi mà nạp 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 đầy. Còn nếu mà ban ngày nạp thì tối dùng tẹt bô nhá, cứ bật thoải mái thôi. Không phải lo vấn đề là nó có sáng hay không, bởi vì nó cực sáng luôn rồi. Khoảng cách bộ này chiếu sáng thì nó sẽ được khoảng tầm 400 m² là tính ở trên cao xuống. Còn các bạn lắp thì có thể là lắp ở trên tầng 2 cũng được. Tức là từ trên tầng 2, và nhà các bạn mà ở dưới không lắp kiểu mái tôn tre ấy, mà để nó hở hết từ tầng 1 tầng 2 xuống, thì bạn lắp một tít trên tầng 2 luôn, chiếu xuống thì đảm bảo nó sáng trắng xóa cả khu luôn, cực kỳ sáng. Các cái chùa chiền cũng đều lắp cái bộ này rất là nhiều, không muốn đi dây điện thì họ cũng sẽ lắp cái bộ này. Đấy. Thân đèn này thì được làm bằng bằng gì cho em hình dung nhỉ? Bằng bằng nhôm. Và nhá, chất liệu của nó là nhôm đúc. Sơn tĩnh điện đúc. Thành ra là sẽ không bao giờ sợ bị nó oxy hóa hay ăn mòn. Để đây mà dùng thoải mái thôi, chứ còn nhưng mà phải chú ý là tránh va đập nhé. Bởi ông nào mà trâu bò quá mà đập mạnh là nó gãy ấy. Đấy. Không để đập va đập thôi. Cái đèn này thì sau một thời gian sử dụng thì khoảng tầm 3 năm đến 5 năm thì pin nó sẽ giảm dung lượng. Anh em có thể thay pin hoặc là vẫn tiếp tục dùng. Đấy là cái về sau này. Còn sử dụng thực tế thì sẽ được lâu hơn. Về phần pin, thân đèn, cái phần trên nhá, phần trên ở trên nóc ấy, bộ này thì là tất cả là để phơi ở ngoài trời hết, không có cái nào trong nhà cả.
treo ngoài trời, bộ này thiết kế ngoài trời mà để ở các cái đèn đường chiếu sáng ấy. Thành ra tấm pin này là tấm pin mặt trời được phủ lớp là cường lực rồi, rất là bền. Thứ nhất là bền, thứ hai là sẽ không bao giờ phải lo vấn đề về việc là đi lại hay là vỡ viết gì cả. Mặt nó là mặt kính, thành ra là cực kỳ bền luôn, kính cường cường lực luôn nhé. Siêu bền luôn. Cái tấm này sẽ kích thước là 700 x 350. 700 x 350 là cái bề mặt. Công suất của nó sẽ là 35W. Và nhá, 35W đi kèm với con chip led này là 672 chip led và đi kèm quả pin là 35A. Đấy là bộ của nó đi kèm như vậy. Thông số ruột để anh em nhớ là mua cái mẫu này. Mẫu này là phải mua ruột như thế này thì mới dùng tốt được nhá. Đấy là những cái thông số chính chia sẻ đấy anh em nhé. Còn anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào trang web để tìm nhá. Trang web sao rẻ thì.com để tìm. Đấy, hoặc là vào YouTube hoặc là fanpage thì đều sẽ có về cái đèn này. Đấy, rất nhiều nơi đang sử dụng rồi. À, đèn này đi kèm điều khiển nhá, quay cho anh em xem điều khiển luôn này. Đeo kia điều khiển và bộ phụ kiện đi kèm. Đây nhá. À, một đèn này thì sẽ có bao gồm một cái thân như thế này. Một thân nhá. Một cái lắp tấm pin này. Một cái lắp xoay tấm pin này. Đấy, và bộ phụ kiện đi kèm. Đây, bộ phụ kiện nó sẽ có cái này. Chờ chút nhé, đây mình bóc bộ phụ kiện này. Bộ phụ kiện đi kèm sẽ có cái này. Đấy, bộ phụ kiện nó sẽ có là như thế này. Nó có hai quả pin, một cái đầu mở, bốn cái vít bắn vào tường. Đấy, và hệ thống ốc vít để giữ lại cái bộ này, nhưng mà phải nó lắp đơn giản lắm ấy. Cái pin này thì khuyến cái anh em không dùng nhá. Để thôi cho đẹp thôi. Anh em sẽ mua pin loại pin chống nước ấy, lắp một lần là yên tâm sử dụng từ lúc để dùng đến lúc hỏng đèn, không bao giờ sợ lo hỏng. Bởi vì cái đèn này rất ít khi là bấm điều khiển, thường chỉ bấm có một lần hai lần thôi để cài đặt mặc định thôi, sau đó là cất điều khiển hoặc có thể nó bỏ hoặc làm gì thì làm, nên thành ra là pin của nó lắp chỉ cần dùng loại 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 chống nước ăn ăn cái này không chảy nước, hoặc là dùng xong bỏ pin luôn thì là cũng được. Đấy, tùy đấy, các phương án cho anh em sử dụng. Đấy, đồ chơi nó thế thôi. Đây, quay cho anh em, đây là mấy mẫu đang test thử nhá. Bộ này thì phải nói là cái tốc độ mà nó nhận diện ánh sáng rất là khủng nhanh luôn. Ở đây mình đang là quay ở trong phòng mà đã thấy sáng cực kỳ khỏe. Buổi sau thì mình sẽ chia sẻ thêm về phần lắp nhá, lắp ra thực tế sẽ làm như thế nào. Anh em đang xem trên màn ảnh là cái đèn nhá, đèn năng mặt trời nhá. Mẫu này sẽ dùng là không phải lo lắng về vấn đề là mất tiền điện, chỉ mua có một lần thôi, lắp lên là xài thôi. Thì đây là một bộ combo hoàn chỉnh nhá, sẽ bao gồm là một cái đèn này, một tấm pin này, một cái ống trụ này để treo lên này, cộng với một cái đế xoay này, cộng với phụ kiện đi kèm này, cộng điều khiển. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một chút về phần là cách lắp đặt nhá, lắp làm sao mà nó nhanh, hiệu quả, dễ, anh em có thể tự làm tại nhà luôn. Nhưng mà phải có hai người nhá, một người là hơi khôi có lắp một tí đấy, lúc mà treo lên ấy.